Sáng ngày 1 tháng 4, đại diện cơ quan công tố sẽ tranh luận lại những luận cứ quan điểm của luật sư cùng các bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát. Hơn 10 ngày từ khi Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm luận tội đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo, các luật sư và tất cả các bị cáo đã trình bày quan điểm bào chữa tự bào chữa cho mình. Việc định tội danh hình phạt đề nghị quyền lợi của bị cáo và những cá nhân tổ chức liên quan là những vấn đề chờ Viện Kiểm sát đối đáp. Viện Kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án chung là tử hình cho ba tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho rằng mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc với các bị cáo. Theo các luật sư, hồ sơ thể hiện bà Trương Mỹ Lan không phải là người quản lý điều hành hoạt động của SCB, vì vậy bị cáo không có trách nhiệm quản lý tài sản của SCB. Bị cáo không có bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào, chỉ lo việc đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị vào SCB nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu. Nhiều bị cáo có lời khai rằng các hồ sơ cấp tín dụng cho vay được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, nhưng về mặt pháp lý, việc duyệt các hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị và Ban điều hành SCB. Về các khoản vay, bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt, luật sư phân tích. Thực tế, bà Lan đã cho SCB mượn tài sản của gia đình và bạn bè để tái cơ cấu SCB. Bà Lan là người bảo lãnh vì phải giữ uy tín nên đã phải tìm mọi cách để trả thay cho SCB. Do đó, khoản tiền hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ mà tài xế vận chuyển từ SCB về tòa nhà số 127 Passer thực chất là tiền của bà Lan rút ra để thay cho SCB trả nợ. Trong phần luận tội, cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội nhiều lần tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội hai lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co đổ lỗi cho nhân viên giới quyền. Hành vi của bị cáo tạo ra dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế. Mức hình phạt đề nghị với 85 bị cáo còn lại trong vụ án, gồm 4 án trung thân, một bị cáo bị đề nghị 22 tới 24 năm, 6 bị cáo bị đề nghị 19 tới 20 năm tù, hai bị cáo khung 16 tới 17 năm, 4 người bị đề nghị 15 tới 16 năm, 15 bị cáo được đề nghị 3 năm tù treo với thời gian thử thách là 5 năm và những bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị 3 tới 14 năm tù. Khi đề nghị hình phạt, cơ quan công tố phân loại các bị cáo thành nhiều nhóm khác nhau dựa vào tội danh, mức độ hành vi, thái độ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, vân vân theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo song luật sư bào chữa và các bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét lại mức hình phạt đã đề nghị, nhiều người cho rằng là mức án quá nặng. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 người bỏ trốn, các bị cáo còn lại được ghi nhận đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, tác động người thân khắc phục hậu quả thiệt hại. Một số bị cáo cho rằng đã khắc phục dư thiệt hại gây ra. Nhiều bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, nhiều bằng khen huân chương đóng góp cho hoạt động xã hội được ghi nhận. Họ mong mỏi được hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về với gia đình làm lại cuộc đời. Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng cùng các luật sư bảo chữa đều cho rằng việc định giá các tài sản trong vụ án để xác định thiệt hại đang quá thấp, mong tòa xem xét. Theo đó, công ty thẩm định giá Hoàng Quân là công ty Hoàng Quân được chọn thẩm định giá tài sản trong vụ án mới định giá là 762 trên 1.166 mã tài sản thế chấp cho các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB. Số còn lại, công ty Hoàng Quân không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản, không được hồ sơ pháp lý tài sản. Viện Kiểm sát đề nghị bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho ngân hàng SCB 677.000 tỷ đồng thiệt hại và lãi phát sinh. Về điều này, luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho SCB đề nghị hội đồng xét xử xác định bà Lan và các bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng số tiền thiệt hại tính đến ngày 5 tháng 3 theo xét xử sơ thẩm là hơn 760.000 tỷ đồng, tức là hơn 482.000 tỷ nợ gốc, 277.830 tỷ lãi và lãi phát sinh cho đến khi nào SCB thực nhận được tiền. Luật sư cũng đề nghị tòa cho phía SCB toàn quyền khai thác, sử dụng, quản lý đối với 1.166 tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của nhóm bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Đối với số tiền 1.000 tỷ đồng ông Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt của bà Lan và 5,2 triệu đô la Mỹ bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ, luật sư cho rằng đây là tiền có nguồn gốc từ SCB và do hành vi phạm tội của người khác chiếm đoạt chứ không phải là tiền riêng của bà Lan, do đó phía SCB đề nghị hội đồng xét xử tuyên thu hồi nhưng không xung công quỹ nhà nước mà để khắc phục hậu quả của vụ án. Luật sư bảo vệ cho SCB cũng cho rằng trong quá trình xét xử có nhiều bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, đề nghị tòa giao số tiền này cho SCB định đoạt, kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm các tài sản có liên quan tới hành vi phạm tội của bà Lan và đồng phạm để khắc phục hậu quả vụ án. Trong những ngày tranh luận, bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.650 tỷ đồng để giúp chồng và cháu gái khắc phục thiệt hại. Cụ thể, bà Lan xin được chuyển 1.350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân. Nguồn gốc số tiền này gồm 1.000 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa. Do ông Nguyễn Cao Trí bồi thường cho bà Lan và 350 tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng mong muốn truyền thêm 300 tỷ đồng mà cá nhân trên đã trả cho bà để khắc phục cho chồng là bị cáo Chu Lập Cơ. Luật sư bào chữa của các bị cáo mong tòa ghi nhận tình tiết này để làm căn cứ xem xét hình phạt đã đề nghị. Công ty Phương Trang Hủy Kèo đề nghị gỡ bỏ phong tỏa 3 dự án giao cho Triều My Lan Cụ thể, bên Phương Trang đã chuyển nhượng công ty Thành Hiếu cùng bà dự án cho bà Trường Mỹ Lan. Tuy nhiên, trong suốt 3 năm qua, dự án không thực hiện cũng như không chuyển nhượng đầy đủ tiền. Phía bị cáo Lan đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng giao kết. Bị cáo Lan bị bắt nên toàn bộ số cổ phần, dự án đều bị phong tỏa ngăn chặn. Do đó, phía công ty Phương Trang đề nghị hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên. Phía công ty Phương Trang sẽ hoàn trả số tiền đã nhận và trả lại số cổ phần, dự án theo đúng quy định. Đề nghị hủy bỏ việc phong tỏa ngăn chặn cổ phần và ba dự án, tạo điều kiện cho công ty vận hành tiếp tục thực hiện dự án, nếu không thì sẽ dẫn đến dự án bị thu hồi, người dân khiếu kiện gây ảnh hưởng xấu. Tương tự, công ty Sơn Long Thọ cũng nhận chuyển nhượng năm dự án từ phía Bà Lan, các dự án đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện năm dự án do bị phong tỏa nên không thể triển khai, do đó công ty kiến nghị cho tháo gỡ phong tỏa để thực hiện năm dự án tiếp tục. Quá trình xét xử đại án Vạn Thịnh Phát không chỉ làm sáng tỏ bản chất vụ án, hành vi, thủ đoạn của các bị cáo mà còn lộ diện khối tài sản cách xù của bà Trương Mỹ Lan. Theo cáo trạng, quá trình điều tra và truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ, phong tỏa một lượng lớn tiền, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm của bà Lan, các cổ phần tại SCB và những công ty liên quan tới bà Lan như Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sasco miền Bắc, Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến vị chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bị kê biên. Cơ quan tố tụng còn kê biên 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh tại Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. Liên quan việc này, tại tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng bà Phạm Thị Lan Phương là người phụ trách dự án làm việc với tập đoàn Tuần Châu. Theo bà Lan, tiền được bà đưa cho ông tuyển Tuần Châu trong suốt nhiều năm mà không có giấy tờ gì. Nguyên Văn chia sẻ, chị Phương đang bị phù não đi Úc nên tài liệu cũng không bàn giao lại. Những vấn đề liên quan tôi cũng không nhớ rõ chi tiết. Công ty Tuần Châu cho SCB mượn tài sản, cụ thể thế nào bị cáo không rõ. Bị cáo chỉ biết SCB đang cơ cấu liên tục, luôn thiếu tài sản, còn việc cơ cấu thế nào thì không rõ. Việc này có thể Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB và Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB biết. Bên cạnh đó, 22 tài sản là phương tiện gồm một xu thuyền, hai tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân cũng bị kê biên trong quá trình điều tra. Tại tòa, bà Trương Mỹ Lan khai tòa nhà mà con gái Chu Duyệt Phấn đang giao bán 1 tỷ đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại là tòa capital Place, 29 Liễu Giai, Hà Nội. Bà Lan cho rằng tòa nhà này mua với giá là 700 triệu đô la Mỹ chưa tính chi phí khác. Bị cáo nói thêm, bán bên nước ngoài mới nhiều tiền. Nhưng người ta yêu cầu phải xác minh không liên quan vụ án. Hội đồng xét xử nói nếu bà Lan biết ai mua với giá đó có thể đề nghị lên để xem xét tạo điều kiện nhằm góp phần khắc phục hậu quả. Bà Lan cam kết nếu bán được tòa nhà sẽ tự nguyện dùng phần còn lại sau khi trả nợ để khắc phục. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng khai gia đình bà có sở hữu 73,4% cổ phần khách sạn De Gu ở Hà Nội. Theo bà Lan, tài sản này không thể bán được do vướng về pháp lý vì đã được dùng để phát hành trái phiếu trước đó. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan cũng xác nhận đang có cổ phần tại công ty bảo hiểm nước ngoài thuộc sở hữu của một tỷ phú Hồng Kông, trị giá cổ phần lúc mua khoảng 920 tỷ đồng, hiện đã tăng lên nhiều lần nên đề nghị xem xét lại giá cổ phần để thu hồi, khắc phục. Trong phần tự báo chữa, chủ tịch Vạn Thịnh Phát cũng trình bày tòa nhà số 19 Nguyễn Huệ, quận 1 đứng tên con gái của bà thời gian qua cho ngân hàng SCB thuê làm trụ sở, bà đề nghị hội đồng xét xử xem xét giải tỏa kê biên cho bà. Trong khối tài sản này, bà Lan xin được giữ lại một bất động sản duy nhất, đó là biệt thự cổ số 110 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bị cáo, đây là biệt thự do mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng. Trước khi bà bị bắt, căn biệt thự này đang được tu sửa. Tuy nhiên, việc trùng tu này phải tạm dừng từ tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, trong phiên tòa này, bà Lan còn được bị cáo Nguyễn Cao Trí cam kết trả đủ số tiền 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt, 300 tỷ đồng mà bà Lan đưa cho bị cáo Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village, cũng đã được nộp lại vào tài khoản tạm giữ.